Xin chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh YouTube Vũ Đèn LED 0979840890. Hôm nay mình làm clip test ánh sáng của cặp đèn XH-B70-V70 cho bóng đèn COSPA của xe Xpander 2019. Trước màn hình các bạn đang xem, đây là xe Xpander 2019, khách hàng mới lấy và ghé shop mình gắn một cặp đèn COSPA XH-B70-V70 và một cặp đèn gầm bi xenon 35W. Đây là hình ảnh thật của ánh sáng COS cặp đèn XH-B70-V70 trên xe Xpander 2019. Và mình sẽ tắt bớt đèn gầm cho các bạn xem. Đây là ánh sáng chỉ ánh sáng COS. Và mình sẽ bật đèn gầm. Đây là đèn gầm, mình sẽ tắt ánh sáng đèn COS. Đây là ánh sáng của cặp bi xenon 35W trên xe Xpander 2019. Cặp bi xenon này có chức năng COSPA giống như đèn COSPA theo xe. Và như các bạn đang xem thì ánh sáng được cắt hết xuống đường và khả năng chống chói gần như 100%, không hề chói mắt các xe đi đối diện và có chức năng đá pha. Anh bật pha giùm đi anh. Và bây giờ mình sẽ bật pha cho các bạn xem gương cầu COSPA. Đây là pha COSPA COS. Thì như clip các bạn đang xem thì ánh sáng pha cực kỳ mạnh mẽ. Rồi. Bật đèn COS đi anh. Đây là ánh sáng của đèn COS. Các bạn lưu ý là đối với xe Xpander 2019 và 2020 thì các bạn tuyệt đối không lắp bóng XH-B70 L9. Tuy shop mình có bán bóng L9 nhưng mà xe này lắp bóng L9 thì rất gây chói mắt. Đối với xe này thì chỉ phù hợp là bóng Kenzo V9 hoặc là XH-B70 V70 như các bạn đang xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhận lắp đặt ngoài giờ từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 18 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Thứ bảy và chủ nhật mình nhận lắp đặt nguyên ngày tại shop. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin đừng quên subscribe để follow kênh YouTube của mình. Khi nào có các sản phẩm mới hay có các clip mới, các bạn là những người đầu tiên được xem. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin đừng quên nhấn vào nút hình cái chuông để follow kênh YouTube của mình. Mm-hmm.